có một dạng vật chất vô cùng kỳ lạ đang tồn tại trong vũ trụ với mật độ cực kỳ dày đặc, vượt xa bất kỳ vật liệu nào cứng nhất trên trái đất. Chúng thậm chí cứng gấp 10 tỷ lần so với thép. Đó chính là lớp vỏ của những ẩn tinh. Điều này giúp chúng tạo ra những đợt sóng trọng trường mà chúng ta có thể phát hiện từ trái đất. Ẩn tinh hay sao neutron là phần lõi còn lại sau khi những ngôi sao siêu lớn nổ tung. Chúng cực kỳ đặc với khối lượng tương đương mặt trời nhưng có đường kính chỉ xấp xỉ 20 km. Một số ẩn tinh xoay với tốc độ hàng trăm lần trong một giây và giải phóng nhiều năng lượng vào không gian xung quanh. Chúng ta không nhìn thấy ẩn tinh bằng mắt thường mà chỉ phát hiện được chúng qua tín hiệu radio. Do có lực hấp dẫn và tốc độ xoay cực lớn, ẩn tinh thường tạo ra vô số sóng trọng trường cực mạnh. Nhưng chúng chỉ làm được điều đó nếu bề mặt của chúng có những chỗ nhô lên như một dãy núi hoặc vùng lõm. Các khiếm khuyết đó khiến vật thể hình cầu trở nên bất đối xứng. Khi ẩn tinh không còn đối xứng, chúng sẽ phát ra sóng trọng trường. Do có mật độ vật chất siêu lớn, độ cao của núi hoặc độ sâu của thung lũng trên các ẩn tinh chỉ tính bằng cm. Các nhà khoa học cho rằng những chỗ nhô lên có thể được tạo ra theo một số cách. Chẳng hạn ẩn tinh có thể nuốt chửng vật chất từ một ngôi sao gần đó. Những chỗ nhô lên cũng có thể xuất hiện từ các vùng có nhiệt độ cao trên bề mặt ẩn tinh. Theo lý thuyết, những chỗ nhô cao sẽ tồn tại khá lâu trên bề mặt ẩn tinh. Theo Sackler Horowitz, một nhà khoa học của Đại học Indiana, nói, lớp vỏ của chúng được tạo nên bởi các nguyên tử cực giàu neutron. Từ trước tới nay chưa ai xác định được khả năng chống đỡ của lớp vỏ ẩn tinh. Chúng tôi muốn biết liệu nó có đủ cứng để chống đỡ sức nặng của một quả núi hay sẽ tự sụp đổ vào tâm. Do các thí nghiệm trên trái đất không thể tạo ra những điều kiện giống như trên bề mặt ẩn tinh, nên giới thiên văn học cho rằng vỏ của chúng có độ cứng tương đương với những vật chất rắn nhất trên địa cầu. Tuy nhiên, các mô hình giả lập của Horowitz cho thấy vỏ của ẩn tinh cứng hơn rất nhiều. Đá, thép và nhiều vật chất khác vỡ do tinh thể của chúng có khoảng trống. Ngoài ra, một số khiếm khuyết khác cũng tạo ra các vết nứt trong cấu trúc tinh thể. Nhưng sức nén siêu lớn trên ẩn tinh khiến cho các khoảng trống và vết nứt không thể tồn tại. Điều đó tạo nên những tinh thể hầu như không thể vỡ. 1 mét khối vỏ ẩn tinh có thể bị rát mỏng gấp 20 lần 1 mét khối thép không gỉ trước khi vỡ. Do các nguyên tử trong ẩn tinh nằm gần nhau hơn rất nhiều so với nguyên tử trong sắt, nên chúng chỉ vỡ khi chịu một lực nén gấp 10 tỷ lần so với lực nén khiến sắt vỡ. Độ cứng khủng khiếp đó giúp ẩn tinh chịu được khối lượng của những quả núi cao khoảng 10 cm và trải dài nhiều km. Các mô hình giả lập cũng làm sáng tỏ hiện tượng động đất trên bề mặt các ngôi sao. Hiện tượng này xảy ra khi các trường điện từ cực lớn xé nát vỏ của một ẩn tinh. Lớp vỏ ẩn tinh càng cứng thì những tia gamma và sóng trọng trường mà các cơn địa chấn tạo ra càng mạnh. Hiện tượng lạ, lỗ đen sinh ra một hành tinh độc đáo. Các nhà thiên văn học lần đầu tiên ghi nhận một hiện tượng độc đáo trong vũ trụ khi một ngôi sao lớn trải qua quá trình tiếp cận gần một lỗ đen siêu lớn bị mất đi lớp vỏ bọc bên ngoài của mình. Các chuyên gia dự đoán rằng trong tương lai, ngôi sao sẽ biến thành một dạng hành tinh mới do dần mất đi khối lượng. Các nhà khoa học đã thu thập được dữ liệu từ đài quan sát tia X-Chandra và kính viễn vọng không gian XMM Newton. Ở khoảng cách 250 triệu năm ánh sáng từ trái đất, trong thiên hà JSN-069, có một ngôi sao đỏ khổng lồ đã đến quá gần một lỗ đen siêu lớn có khối lượng tương đương 400.000 mặt trời. Hiệu ứng lực thủy triều của lỗ đen đã bóc đi lớp vỏ bao quanh ngôi sao chứa khí hydro, tạo ra một sao lùn trắng được một đám mây khí bao quanh. Bản thân sao lùn trắng vẫn ở trong quỹ đạo hình elip bay quanh lỗ đen, cứ 9 tiếng đồng hồ lại xuất hiện một lần. Mỗi lần bay, khi tiếp cận lỗ đen ở khoảng cách gần nhất, tàn dư từ lớp vỏ ngoài của ngôi sao lại rơi vào đĩa bồi tụ và phát ra một chùm tia X. Về nguyên tắc, sự mất khối lượng này sẽ tiếp tục cho đến khi hoặc thậm chí sau khi sao lùn trắng trở thành một hành tinh có khối lượng tương tự như sao Mộc trong khoảng 1.000 tỷ năm. Đây sẽ là một cách cực kỳ chậm và phức tạp để vũ trụ tạo ra một hành tinh. Phát hiện cấu trúc khổng lồ ngoài sức tưởng tượng trong thiên hà. Một cấu trúc khổng lồ ngoài sức tưởng tượng hoàn toàn mới và khó lòng giải thích nổi đã được phát hiện trong thiên hà của chúng ta. Cấu trúc mới được đặt tên là Cattail. Nó là một vật thể dạng sợi khổng lồ đang cuốn lấy thiên hà xoắn ốc của chúng ta. Trong bài công bố trên Astrophysical Journal Letters, các nhà khoa học từ Đại học Nam Kinh ở Trung Quốc cho biết đó là cấu trúc dạng sợi khổng lồ xa nhất và lớn nhất từng được phát hiện trong thiên hà chứa trái đất Milky Way. Theo Science Alert, Cattail được phát hiện nhờ kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ khổng lồ FAST, công cụ nhằm xác định những đám mây hydro nguyên tử trung tính.
Những đám mây như vậy thường được tìm thấy trong các nhánh xoắn ốc của các thiên hà giống như thiên hà của chúng ta. Tuy nhiên, họ đã phát hiện một thứ gì đó ngoài dự kiến, bản chất là một sợi khí, nhưng quá lớn so với các sợi khí khác trong thiên hà. Nó có chiều dài khoảng 16.300 năm ánh sáng và rộng tới tận 657 năm ánh sáng, tức còn lớn hơn nhiều so với cấu trúc từng được cho là lớn nhất thiên hà là vành đai của Gun, 9.000 năm ánh sáng. Nó gần như xuất hiện từ hư không, hoàn toàn không phải một sợi khí bắt nguồn từ trung tâm thiên hà rồi được kéo dài bởi các nhánh xoắn ốc như các sợi khí khác. Nó cũng không phải là một cánh tay xoắn ốc mới hình thành của thiên hà. Vì vậy, để trả lời cát tiêu thật sự là cái gì thì sẽ cần rất nhiều nghiên cứu tiếp theo. Nhưng nó cũng đã tiết lộ cho chúng ta thấy thiên hà của chúng ta là một thế giới ngoạn mục và còn mang rất nhiều điều ngoài sức tưởng tượng. Tiếng vọng ánh sáng ma quái quanh một hố đen. Các hố đen là một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ và thậm chí cũng rất khó để tưởng tượng về chúng. Tuy nhiên, nhờ một hình ảnh được NASA công bố gần đây, hiện chúng ta có thể hình dung rõ ràng hơn một chút về hố đen. Những vòng sáng ma quái quanh một hố đen đã được đài quan sát Phoenix Chandra của NASA và đài quan sát Neil Gehrels-Swick ghi lại. Những hình ảnh sử dụng tia X đã tiết lộ về thứ tưởng như vô hình này. Hố đen này tồn tại trong một hệ sao nhị phân với một ngôi sao đồng hành và trọng lực của hố đen đã kéo vật chất khỏi ngôi sao này, tạo thành một vòng tròn quanh nó. Hố đen và ngôi sao đồng hành của nó được gọi là V404 Sina, nằm cách trái đất 7.800 năm ánh sáng. Ngôi sao này có khối lượng bằng một nửa khối lượng mặt trời. Đài quan sát SWIFT đặt trong không gian, đi vào hoạt động từ năm 2004 đã phát hiện ra các luồng tia X được phun ra từ hệ sao trên từ tháng 6 năm 2015. Sự phun trào này đã tạo nên các vòng năng lượng có thể nhìn thấy trong những hình ảnh sử dụng tia X. Hiện tượng tạo nên các vòng tròn trên được gọi là tiếng vọng ánh sáng. Chúng được tạo thành trong hệ sao này. Khi sự phun trào tia X từ hệ sao nhị phân phản chiếu qua các đám mây bụi trong không gian giữa hệ sao V404 Sina và trái đất. Không gian vốn luôn chứa đầy bụi, nhưng chúng giống như những lớp khói được tạo thành từ các hạt nhỏ li ti hơn. Những vòng sáng trên có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về hố đen trong hệ sao V404 Sina, cũng như khoảng không gian giữa hệ sao này và trái đất. Đường kính của các vòng sáng cũng giúp các nhà nghiên cứu xác định khoảng cách của các đám mây bụi tạo nên những vòng sáng này. Những vòng sáng trên càng lớn, các đám mây bụi càng gần trái đất,